Ủa ba, sao hôm nay ba không được khỏe hả? Thường ngày cả nhà ăn cơm với nhau, ba toàn giáo dục tụi con, mà sao hôm nay ba không nói gì vậy? Còn nhắc nữa. Im lặng ăn cơm đi. Ba, có phải là ba đang lo chuyện tìm con nhỏ Khánh My đúng không vậy? Con đã tìm được Khánh My à? Con cho người tìm nó rồi, kiểu gì cũng tìm được thôi. Có tin tức gì của bé My chưa? Nó mất tích cũng lâu lắm rồi, có khi bây giờ chết rồi cũng nên. Thì ý con là có một cái tên thôi thì tìm nó khó lắm ạ. Khó mấy, con cũng phải tìm bằng được em. Đó là tâm nguyện của ba con. Nếu như con không tìm được Khánh My, mẹ có chết cũng không nhắm mắt được đâu. Tìm chi không biết nữa, mấy năm nay không có nó ở nhà, không phải là cái nhà này yên ổn hơn sao? Minh à, sắp tới con lo tập trung làm ăn đi. Ba sẽ cho con thời hạn 3 tháng. Trong 3 tháng đó, con phải tạo thành tích cho công ty để xứng đáng là con trai của ba. Con cũng biết đó, tất cả công ty ở bên ngoài là đối thủ của chúng ta. Họ đang đầu tư đứt dạng, đầu tư 1 lời 10, siêu lợi nhuận. Nếu con không tạo được dấu ấn thì ít nhất cũng làm cho công ty thịnh phát nở mày nở mặt. Nên nhớ, nếu con không làm được trong 3 tháng thì con đừng có nhìn mặt ba nữa. Sao tự nhiên hôm nay ba lại nhắc chuyện công việc vậy? Chưa hết đâu, và đừng nói tới chuyện chia tài sản. Đó, nghe ba nói chưa, lo mà tập trung công việc đi. Ở đó mà tối ngày lo cá độ, rồi lo... Mày im đi. Còn con nữa, nếu con không có lịch học thì phải đến công ty phụ ba giám sát tiến độ công việc rồi báo cáo lại cho ba biết. Ba, thời gian học con còn không đủ nữa. Con thấy đó, ba cũng không còn sức khỏe nhiều nữa. Con tới công ty làm quen với môi trường ở đó. Nhà chỉ có 2 anh em, hỗ trợ nhau không được sao? Ba no rồi, mọi người ăn cơm đi. Tại mày đó. Ba nói đúng rồi, còn xỉ cái mặt ra nữa. Lo mọc hành đi con nhỏ này. Anh hay quá hả? Anh lo mà tập trung công việc đi. Tối ngày chỉ biết cá độ rồi lấy cá tiền. Độ hả mày? Mẹ. Mẹ. Thôi, ăn cơm đi. Đánh bà. Đau. Đó, mày đi được kìa. Mình không còn đủ sức khỏe để chống đỡ công ty nữa rồi, mà giao cho 2 đứa nó thì không thể được. Con à, đây là phòng của con. Từ nay về sau con sẽ sống ở đây. Ba sẽ thay má của con chăm sóc cho con nghe. Hãy tin ở ba nha. Ba xin lỗi con. Ba không thể nào thực hiện lời hứa của ba với con được. Ba ước gì giờ này con còn ở bên cạnh ba thì hay biết mấy. Alo, bé mèo đó hả? Trời ơi, tất nhiên là anh nhớ em rồi. Sao, em muốn đi chơi hả? Ok, đi luôn. Nghĩ làm chứ sao nữa, tầm này còn làm lộn gì. Ok nha, vậy ha, bye bye em.
yêu em. Alo, anh đây. Có gì anh gọi lại sau nha. Mẹ, sao mẹ chưa ngủ nữa? Ba con nói như vậy mà con không lo lắng gì sao? Có gì mà lo. Mà lo thì giải quyết được vấn đề gì đâu hả mẹ? Tới bao giờ con mới chịu tu chí làm ăn đây? Không cá độ thì bồ bịch lăng nhăng. Thì mẹ nói sao chứ, hàng tháng con vẫn đi làm chăm chỉ mà. Minh à, con là con trai duy nhất, sản nghiệp gia đình mình trước sau gì cũng thuộc về con. Nhưng nếu con cứ như vậy thì làm sao mà ba dám giao cho con chứ? Mẹ nói vậy nghĩa là sau này ba sẽ giao hết toàn bộ tài sản cho con luôn hả? Trên lý thuyết thì là như vậy đó, nhưng mà con coi lại con đi. Học hành trong nước thì thua kém bạn bè, khiến ba con phải mắc cỡ. Đi du học thì bị trường trả về, khó khăn lắm con mới có tấm bằng đại học. Ba con biết năng lực học hành của con, cho nên cũng không quá kỳ vọng vào con. Nhưng con lại làm ba con quá thất vọng. Con thấy không có gì là thất vọng hết. Mà nếu như có thất vọng đi chăng nữa thì có một sự thật không bao giờ thay đổi, là con là con trai duy nhất của ba. Bây giờ gia sản của ba không giao cho con thì giao cho ai? Ê, giao cho con dân à? Giao cho con hả? Mẹ đang lo là con sẽ đem đổ sông đổ biển tất cả cơ nghiệp mà ba con đã cất công gây dựng. Mẹ y như ba á, không có tin con miếng nào hết trơn. Thôi được rồi, mẹ cứ chờ đi, sớm muộn gì rồi cái gia sản của ba cũng thuộc về con hết. Đêm dài lắm mộng, con đừng có chủ quan. Không hiểu anh Quốc nghĩ gì á mà chọn sinh viên thực tập làm thư ký. Đã vậy còn là dự án quan trọng nữa chứ. Lỡ có trục trặc gì thì... Tôi cũng hiểu nữa, chắc gì cổ đẹp bà ơi. Bộ tôi không đẹp chắc. Nghĩ sao hai tụi mình không đẹp hơn cổ? Dạ chào sếp. Thiệt chứ, mình cũng không biết tại sao lại chọn mình làm thư ký nữa. Em chào anh. Anh Quốc chưa đi làm hả? Dạ, em chưa thấy tới. Em đang nghiên cứu gì kỹ vậy? Dạ, em đang soạn lại hồ sơ để anh Quốc trình lên hội đồng quản trị. Ồ. Nhưng mà em vào theo danh mục của hồ sơ mấy dự án thì em thấy là thi báo cáo đánh giá tác động của môi trường, mà dự án này ở Giang Sông. Em nghĩ cái báo cáo này quan trọng đúng không anh? Không sao đâu, anh Quốc nói em soạn trình thì em cứ soạn đi. Còn thiếu cái nào á thì em bổ sung sau được mà. Bổ sung sau khi ký cũng được ha anh? Ừ. Anh Quốc có kinh nghiệm trong lĩnh vực này mà, em đừng có lo. Em tưởng là anh Quốc mới được chuyển về gần đây thôi à? Alo. Dạ, em đang trong phòng làm việc. Dạ, em đi liền. Anh Quốc gọi hả em? Dạ, anh Quốc gọi cho em. Anh kêu em đi theo khảo sát dự án, em đi ha. Ừ.